Ok, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cu Tài Gaming. Mỗi ngày một clip leo rank, clip ngày hôm nay lên cho anh em con Tyrion vệ binh bóng tối. Với cái giá là 500k, nếu mà có MVP, không có MVP thì không có 5 sỉ anh em ạ. Bên bạn thì có ngột không, có Ruby rồi Sushin rồi chip rồi má, nhìn team bạn căng bãi chó mấy không ạ. Thời team tôi Cyber đi rừng đánh cái gì nữa? Cyber đi rừng rồi sao mà đánh ta? Má đúng bế tắc luôn mấy ông thề, đúng bế tắc luôn á. Cyber rừng rồi đánh làm sao giờ? Má đánh cái kiểu gì đây, đánh cái kiểu gì đây mấy anh hai? Đi với Ruby đầu game mà móc cốt bắn với Ruby thì bắn cũng đâu có gây được bao nhiêu đam đâu mà. Má giúp bùa cho Cyber luôn mấy ông ơi. Bây giờ trận này đi chung với Cyber thôi, giúp bùa cho Cyber rồi có gì nó còn đi găng nhanh nhanh được một chút. Thôi chịu khó đi, cho móc cốt solo với lại Ruby đi mấy ông. Cho móc cốt solo với Ruby đi. Rồi mắc cái giống gì mày ăn con này mày không ăn mày lướt qua nữa, mày thấy không, mày thấy không đó, mày ăn con này mày không ăn mày còn đi lướt qua chi vậy, chi vậy, làm màu chi vậy, đâu có ai mượn, đâu có ai mượn mày làm màu đâu. Xong rồi nó qua nó phá cho 7 ngày rồi, không biết ăn được con đó không ta, hay ăn hụt ta, không biết ăn được con đó hay ăn hụt ta. Buộc phải tóc mấy ông rồi, phải đó buộc phải tóc rồi, ép phải tóc lên rồi. Cyber nó mới 3 nè, nó chưa lên 4 nữa, đợi nó 4 mấy ông ơi. Giờ phải lên băng thạch trước nè, phải có băng thạch nè, phải có băng thạch để chống Ruby với lại ngộ không nè. Hai này hồi máu ác lắm, má hai hồi máu điên luôn rồi. Ừ không sao không sao không sao không sao. Chơi được Ruby không ta, chơi được Ruby không ta, móc cốt bắn được kìa mấy ông, móc cốt đang bắn ổn kìa, móc cốt đang bắn là ngon kìa. Hai 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 Cyber lượm được một rồi, Cyber lượm một rồi, hai 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 buộc phải xuống rùa pha này nè. Nhầy với nó, nhầy với nó, trời vét xài chịu hụt rồi, vét cúc rồi má, vét xài chịu hụt vậy không, đi mít trong luôn rồi đó, đi mít trong luôn đó. Không sao, tôi tăng tôi không chết đâu, tôi tăng tôi không chết đâu, tôi tăng tôi chịu được. Câu giờ cho team ăn rùa không, câu giờ team ăn rùa mấy ông, câu giờ team ăn rùa. AD nó thằng thằng mít nó thanh tẩy, mít nó thanh tẩy gom là xong. Chết mẹ rồi, cú sình vô là tôi cút nè. Chiến này cú sình vô là tôi cút nè. Ok anh em à, may tôi đẩy được nó đó, tôi không đẩy được nó tôi cút rồi đó. Quả đó tôi không đẩy nó, tôi cút rồi đó anh em. Tôi đẩy nó một cái nhẹ nhàng tình cảm. Anh em coi clip thì bấm một like nha, anh em cho tôi xin một like nha. Một like một subscribe kênh nha mấy ông. Thằng này nó mở vòng mấy ông à, thằng này nó mở cổng ra thấy ghê lắm. Đấy, đây 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 cú sình vô thấy không? Má nó mở cổng à. Đấy, cú bi vô nó kìa, cú bi vô nó kìa. À, đó 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 đó, heo 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 heo, à, quýnh với mấy này là phải nhây nhây thu hút cái sự chú ý của tụi nó để cho team mình đỡ được quẩy anh em ạ. Mình đánh là mình phải đi thu hút sự chú ý kiểu nó là như thế anh em. Cyber 5 mạng phải không, ghê á. Cyber đầu game bảo game này Cyber đánh này đánh được 5 mạng phải không, nó nói chung là cũng đẳng cấp á, đúng là không thể nhìn nhìn con tướng mà phán đoán được trình độ ha, nói chung cũng ghê đấy, tạm thời là ghê, tạm thời là ghê. Chút nó thì chưa biết như thế nào nhưng mà tạm thời thì cũng được, gọi là cũng được anh em ạ. Rồi không có đủ đam luôn, má không có đủ đam luôn, được không bạn? Ừ chứ tôi dồn hết những gì có thể rồi mà bạn không vô nó kỳ, nó cấn dữ lắm á, thiệt nó cấn dữ lắm đó. Tôi dồn hết những gì có thể dồn rồi đó, má tôi không tiếc tóc biến, tôi không tiếc cái gì để tôi dồn nó đó, đó. Nên là bạn cũng phải lên bạn dồn chung chứ, bạn không dồn mà nó kỳ. Móc cốt đi rồi, ăn đóng dao đi rồi, ăn đóng dao vô đầu đi chắc rồi anh em. Phụ rùa Minsita nó còn lòng chắc nó đánh được. Cyber anti bằng kia thanh tẩy rồi, úp cái lòng bậy quá vậy, úp cái lòng xa dữ vậy không. Má
cái lồng gì bậy dữ không? Gusen vô đẩy này, Gusen vô đẩy nè. Từ nó không vô mấy ông ơi, nó không vô mấy ông ơi. Nó nghỉ máu tôi mà nó không vô. Nó không vô, thôi tôi về tôi lấy máu. Má tôi nghĩ là nó sẽ vô hay gì đấy mà nó không vô mấy ông ạ, nó không vô, thôi tôi về tôi lấy máu. Bắt đầu lên về được rồi, một cái băng thạch là đủ rồi đi. Trời ơi, chạy ra sao đánh, Minh Sĩ Tham có anti thì chạy gắm như không à, đánh làm sao được. Má khứa Minh Sĩ Tha này hài cốt rồi. Sao cố? Lỡ rồi anti nó luôn đi bạn. Ừ, lụm nó đi chứ, để cho nó quẩy hoài sao được bạn. Đấm vô mặt nó chứ. Chơi ngộ không nè, chơi ngộ không nè bạn, chơi ngộ không nè bạn. Hụt rồi, hụt rồi. Chịu, 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 đẩy hụt, chịu, đẩy hụt, chịu anh em. Đẩy trúng là mới chơi được, đẩy hụt thì bó tay. Limit bạn ơi, limit bạn ơi. Trời ơi, bạn không dọn dùm cái mid luôn vậy bạn. Này nó có thanh tẩy bạn ơi. Rồi bạn, má bạn hết thằng chặt rồi hay gì, bạn chặt thằng tăng. Má bạn hết thằng đánh hay gì á, bạn đèn tăng bạn đánh gì. Team nó về lay khó chặt lắm nha. Thanh tẩy. CC vô bạn. Đúng rồi, CC vô bạn ơi. Câu thanh tẩy rồi. Cyber về lay chặt ai ta? Chắc chỉ chặt được mỗi Gusen là cùng. CC vô là cút. Đơn giản vậy thôi. Đó, CC vô là cút. Kháng phép mấy ông ơi. Kiên thần. Rồi, xong AD rồi. Xong AD rồi, xong AD rồi. AD gãy rồi. Đẹp lính nè. Nhìn phá đó biết AD xong. Rồi xong min luôn rồi, min hết anti rồi. Min xong rồi anh em, min xong rồi, cứu cũng được rồi. Bỏ tay. Má đẩy cái mid nữa rồi. Sao đép ta, mid sao đép ta. Ờ hên nó không đẩy, đẩy không biết đép kiểu gì luôn á. Thời đẩy cái mid đép kiểu gì luôn á. Được không vậy? Hai được một. Gusen bay vô thì mình gom anh em. Chưa hết thả anti vậy không? Gusen đã bay vô đâu không thả anti vậy, không non quá vậy. Gom 2. Gom 3 luôn á. Má gom 2 gom 3 gì luôn á. Đơn giản vậy thôi. Coi chừng Gusen nó ra lấy map nè. Mắc công Gusen nó ra nè, mắc công Gusen nó ra. Min chọn không được rồi. Đó, Gusen nó ra thấy không? Má để anh vào cái thiên phạt, nhảy thiên phạt cái năng mạng luôn rồi. Ngộ không nè. Ngộ không bên hông nè. Má, ngộ không bên hông nè. Lia bóng nó trước, lia bóng của ngộ không trước. Thôi không được rồi em ơi. Tóc chạy, tóc chạy, tóc chạy trước tính tiếp. Ít máu quá. Đẩy đánh về cho Lia. Nửa cây về lấy máu anh em. Lú gà chết á. Nửa cây không về lấy máu, lú gà chết á. Má lú gà cút cực nhanh luôn á. Thiên thần Athena cái đi ha. Móc cốt nhiều tiền mà móc cốt nó không bắn được hả. Đông quá nó bắn nổi mà má. Má năm thằng. Chết mẹ qua dòng luôn vậy, chết mẹ qua dòng luôn vậy bay. Má mày bắn mày qua dòng luôn là cút mẹ rồi bay ơi. Má mày đánh mày qua dòng luôn là cút mẹ rồi. Được không? Hai 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 hai. Đẩy con Ubi ra, cản con Ubi đi. Chọt được không bạn, chọt được không bạn. Má nó hồi máu nhiều quá bạn ơi, má nó hồi máu nhiều quá bạn ơi. AD anti lên. AD anti lên, AD bắn được cái nào không? Chip thì nó chạy bao lẹ rồi. Cút rồi. Chủ bắn nó cút rồi anh em, chủ bắn nó cút rồi. Coi ngó ngó ngộ không nữa nè, coi ngó ngó ngộ không bê lén nè. Coi ngó ngó ngộ không bê lén nè. Ngộ không mới cầm phấn chấn hả?
Cầm phấn trắng đi bay lén không rồi mấy ông. Kệ nó, kệ nó. Má nó mà lo tôi ra cái chỗ nó tôi đẩy luôn á. Tôi đẩy nó tôi gớm luôn mấy ông. Nếu mà đẩy tôi ra chỗ nó, nó không đẩy ra chỗ đó. Nó đẩy về chỗ khác mấy ông. Rồi sống khiên thần rồi. Lên quyền trưởng anh em, lên quyền trưởng hay cho giảm gian ngồi chiêu nhiều. Đủ đam không? Má không đủ rồi. Anh ti hụt luôn rồi. Dính chip anh ti và chính giết, dính chip mới ghê chứ. Trời ơi, móc cốt đẩy ra tôi hất lên thì móc cốt đẩy ra mất mất hất tôi luôn. Rồi tào lao thiệt. Má tào lao điên mấy ông, tào lao điên pha này. Á à, pha này tào lao quá. Trời ơi, tôi gom được con số xin rồi. Tôi tính hất nó lên rồi, ông móc cốt đẩy nó ra nữa. Thì thôi nhé luôn, má đánh gì thì thôi nhé luôn. Biết làm sao giờ. Má biết làm gì nữa giờ. Chưa có lót. Ủa lót bên nào ăn vậy, bên nó hay bên tôi? Bên nó mấy ông, bên nó có ngộ không, nó ăn mẹ lót rồi. Cày thế. Gì nữa đây, ní. Nó cũng khôn quá chứ, nó không hút về gần chỗ nó nha, nó hút xa xa nha. Để anh chi, để tôi không có gom được nó đây mà. Tôi không có đẩy được nó không. Nói chung mà tụi nó cũng khôn phết. Chết mẹ mất cốt đi rồi. Ừ, gom được một. Ok. Ok. Hay rồi, tôi tăng hết rồi đó, tôi tăng hết rồi đó. Tôi tăng hết sức bình sinh rồi đó. Bây giờ tôi dọn lót nữa mấy ông ơi. Chết mẹ rồi, tự nhiên đánh lộn chi cho nó chip bộ kêu vậy mấy ông cố. Xong rồi, tự nhiên đánh lộn với nó chip bộ kêu rồi. Này làm gì còn chiêu nữa, này làm. Má gì ghê vậy, bạn gì ghê vậy, còn chiêu luôn hả? Gì ghê vậy, cú sình gì ghê vậy? Giữ viên từ nãy giờ mấy ông, giữ viên từ nãy giờ mấy ông. Thua rồi, ngộ không đập nhà thua rồi anh em ơi. Ngộ không đập nhà thua rồi. Má công tình giữ viên từ nãy giờ mấy ông, cú sình ba vô chơi tôi luôn chứ. Gắt thiệt mấy ông, cú sình để anh giam cái cúc luôn, kích thiên phạt mấy ông à, thiên phạt đam 300. Nó vừa vô là mình đẩy nó về chủ rồi đó, mình không có gom thôi, mình gom là mình lụm nó rồi anh em, mình không có gom với vết nó mình nó không CC vô được, xui. Má nãy team mình dí làm chi vậy cho cú sình nó giết ba thằng đó, mình bắt được chip với lại ruby là đẹp rồi, cố dí làm chi vậy cho cú sình nó lụm lại. Cây đồng đội ghê. Bây giờ thấy nào gom đó mấy ông, thấy nào gom đó. 2 2 2 2 2. Hai má thấy nào gom đó, cứ thấy nào đẩy đẩy gom đẩy gom đẩy. Đúng rồi, cứ thấy thằng nào là phải chơi đó, thấy nào là phải chơi đó. Ôi chết mẹ hết rồi. Ủa chết mẹ hết trơn rồi. Má đi hết rồi anh em, đi hết rồi. Đi hết rồi anh em ơi, đi hết rồi, đi hết rồi. À, giáp thượng cổ chống ruby một cái. Mình chạy vô team không kịp anh em ạ, mình chạy vô với team không kịp. Chết cha. Lính nhiều ta. Má lính nhiều điên luôn mấy ông, má lính nhiều điên luôn. Đép thấy mụ nội luôn. Má đép thấy mụ nội luôn. Đập chiêu thấy mụ nội luôn. Không đủ máu rồi, không bơm kịp máu rồi. À, móc cốt phải được bắn, móc cốt được bắn thì mới win được, móc cốt không được bắn là thua. Thôi bỏ mấy ông. Chip nó mở anti. Đó, tôi gom được 2-3 thằng gì đó, tôi gom được 2-3 thằng gì đó. Đúng rồi, ngon, ngon, ngon anh em, má ngon, nó qua cổng là tôi gom ngay cái cổng anh em hiểu không? Tôi canh ngay cái cổng rồi, nó chỉ cần nó qua cổng một cái thôi tôi cho nó cút liền. Hai anh em, hai anh em, hai anh em, hai anh em. Má nó phải thế chứ, nó phải thế chứ anh em, nó phải thế chứ. Nó vừa đi qua cổng một cái là tôi gom liền anh em thấy không? Chip mà nó mở cổng là tụi nó qua cổng mẫu là tôi gom liền. Tôi gom một cái là team tôi dồn ra mà tụi nó cút hết. Rồi bây giờ cái mid thằng nào đép đây? Thằng nào đép cái mid đây bay? Tao đép kiểu gì bay? Tao tay ghiu rồi sao tao đép bay? Cố sành kìa, rồi cố sành đi rồi.
Goshen nhìn biết đi rồi. Đây nè anh em, đây nè anh em, còn thằng nè. Còn thằng nè. Còn thằng nè. Còn thằng nè, làm khùng làm điên nè. Đó, còn thằng đó xúc nó đi chứ đợi gì nữa. Đợi chờ gì mà không xúc nó. Thêm cái kháng phép ông ta, thêm kháng phép chống Goshen ông ta lên ăn dao Goshen chơi mấy không? Đưa đầu cho Goshen nó dồn. Hợp lý á chứ, đưa đầu cho Goshen dồn hợp lý á. Bởi đang phép nói chung cũng nhiều. Lên thêm cái kháng phép nó cũng ok. Sushin kìa, Sushin kìa. Sushin dồn được không ta? Kìa dồn được nha, dồn được nha. Tốc biến. Xài anti chứ không phải tốc biến anh em. Chết mẹ, fail rồi. Fail rồi, fail rồi, fail rồi. Cản chip lại. Team mình về đép anh em, team mình về đép, chết bỏ. Quả này chết bỏ. Chịu. Chết chắc rồi anh em, chết chắc rồi, tại team về đép rồi. Không được rồi, má sai anh em ơi, bị nó nhây rồi. Má, Sushin với chip nhây ác quá. Bậy rồi, mất hai người rồi. Ngộ không đẩy top mấy ông, ngộ không đẩy top, bê lén trên top. Ẩu rồi anh em, má pha này di chuyển ngáo rồi. Bị dụ anh em, bị dụ gọi là bị dụ, chứ không hẳn là ngáo. Đơn giản là bị dụ anh em. Má mở cổng được các kiểu rồi, tôi chưa ra, 11 giây nên tôi mới ra. Ừ, có vết ép được, ok, một mạng hay. AD bắn được anh em, AD bắn được. AD bắn 2, 2, AD bắn 2, AD bắn 2. AD bắn 3 luôn, má AD bắn tốt vậy. Hên quá anh em, hên quá. Nãy tôi với lại team bị nó dụ để ngủ không nó bê lén anh em. Giờ pha này ăn lót là được rồi đó. Rồi cút ngủ không đó anh em, cút ngủ không rồi đó. Mày hả ngủ không? Mày chơi ai ngủ không? Goshen. Chết mẹ quăng dao trúng rồi. Má nó còn dắp hồi sinh, che đứng đây che dao, đứng che dao, hiểu không? Lỡ móc cốt ăn dao, đưa đầu ra che dao trước. Lỡ nó phóng dao chúng móc cốt là móc cốt cúc. Dính anh ti. Bay lên bắn, đủ đam hay. Lót nè, lót nè, lót nè. Lót đi, lót đi, móc cốt có đam, móc cốt nó có đam ăn lót. Cyber cũng có đam ăn lót. Hai thằng có đam ăn lót mà, lót đi chứ. Má đứng che. Chip vô là gom chip lại trước, thấy không? Chip vô là gom chip lại trước. Đẩy tụi nó ra. Ok, dậm chiêu 1, chạy anh em. Yếu rồi. Yếu rồi, từ, lấy máu ra, ngộ không canh mình anh em ạ. Ngộ không canh. Chạy anh em, chạy, ngộ không tán đau lắm. Chơi không được đâu, bỏ ơi. Má, ngộ không tán thứ gì chịu nổi anh em. Bấm một like một sub giùm tôi nha mấy anh hai ơi. Một like một sub, ai có nhu cầu mua kim cương mua skin nhắn tin về fanpage của Tài Gaming giùm tôi nha. Cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi thêm cái giáp hoàng kim nữa. Team lo được ngộ không không? Rồi, móc cốt dính anh ti. Ở đây có tôi. Tôi hất lên cho đó, ăn đi. Ê, hình như cái mid hơi ghê nha. Như cái mid không có lính đó nè. Có mid bên mình không có lính nè. Lê cái mít trước nè. Má quýnh lộn xa dữ vậy. Ép lên. Má chết, thằng gì rồi. Dính Goshen nè. Má hất không kịp ta. Má hất không kịp Goshen mấy ông ạ. Đóng băng này hay quá, Goshen hay quá. Nó còn đóng băng mấy ông. Má móc cốt đẩy bậy luôn rồi, móc cốt đẩy pha đó đẩy bậy luôn rồi, đẩy sai luôn rồi. Móc cốt đẩy sai pha đó luôn rồi. Cyber chặt được không? Má không chết luôn. Cay. Goshen vô, tôi hấp Goshen lên. Từ, má ghê quá. Đây, tôi gom đây trước. Tôi gom đây trước cho móc cốt nó bắn trước, cái đã tính tiếp anh em. Chết mẹ, về không biết cover kịp đây. Về lấy máu đó, về lấy máu trước rồi mới lên cover tiếp. Chả máu còn có một xíu rồi, sao cover nổi.
Có thằng Min nè. Ok, Min chọc được một không? Chết mẹ, Min chọc nổi rồi. Min chọc nổi rồi anh em. Chạy đi bạn, tôi chết, trời ơi, tôi chết bỏ, chạy đi bạn. Chạy đợi vết ra đó. Má, tôi chết bỏ bạn ơi. Cứu tôi làm mẹ gì bạn ơi, tôi đâu chết nổi. Má, tôi chết bỏ không sao đâu, không sao đâu. Tôi trâu lắm. Má, tôi trâu lắm. Câu đựng cái hành tẩy. Má quyết tâm giết tôi luôn mà, Má, tôi trâu lắm. Nó đâu có đam đâu, tôi hai kháng phép rồi. Sulin không có đam dồn được tôi. Sulin với chip đam phép mà, tôi hai kháng phép rồi, không có chết được. Má đép lính nữa nè, ừ, sắp tao được một. Má sắp tao được hai, ngon. Bây giờ lính ai đép nè, bây giờ lính ai lo nè. Má quan trọng lính ai lo nè, quan trọng là lính ai lo nè. Bà nội mẹ nó dồn bên ti để ly lính luôn. Nhức cái nách thiệt. Má dùng bên ti để dọn lính luôn phải không? Cây thì có chứ. Đẹp lính trước cái đã, ngộ không. Ngộ không nóng solo ta. Nó solo nhiều khi nó có con lót rồi. Đưa lính về chỗ cho chỗ nó bắn phụ mấy không ạ. Má, mình tôi dọn lính điên luôn thiệt, Dọn lính muốn khùng luôn. Dọn lính muốn sang chấn tâm lý luôn. Trận khó dữ trời. Ăn con này đi, còn kiểm soát. Ngộ không bay lén à. Chết mẹ. Ngộ không bay lén mấy ông ơi, Cyber đi rồi, Cyber cút rồi. À đây tôi cút luôn rồi. Má, ngộ không bay lén. Khó, má nó có ngộ không bay lén hoài, khó chịu quá ta. Không đánh được mấy ông, má có ngộ không khó chịu quá. Mình làm gì mình cũng phải đép trước anh em ạ. Chip nó mở cổng mà tụi nó đủ người. À, Misita nó không ra. Misita với Invest ra pha này ngon rồi. Trời ơi, ra đúng trễ luôn thiệt. Ra đúng trễ luôn á. Má, ra sớm xíu ngon rồi. Ra sớm xíu đẹp rồi. Là giết được ngộ không rồi. Ra trễ quá, 20 giây. Sao có anti kịp đây. Khó. Hai được một, từ từ để mình me anh em. Má, lính nhiều quá anh em, lính nhiều quá. Bó tay nè, má lính nhiều quá. Cốt nó chết rồi. Thua. À, cạn lời anh em ạ. Bất lực. Bên mình Cyber đánh về lại game đánh không lại người ta anh em, tướng yếu quá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip con Tyrell của tôi. Làm quá trời làm anh em không win được. Bó tay. Ok, anh em coi nhớ bấm like, nhớ bấm sub. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em. Bye bye.